tiền để anh em có thể kiếm được 1 triệu đô la trong mùa uptrend tới. Thứ nhất, nếu như anh em chỉ hold Bitcoin và Ethereum thì khả năng cao là những đồng coin này chỉ đem về cho anh em lợi nhuận cao nhất là từ x3 cho đến x10 tài sản. Vì vậy, nếu như anh em muốn trở thành triệu phú đô la trong mùa tới thì anh em sẽ cần phải có ít nhất khoảng 100.000 đô la, tức là khoảng 2 tỷ 3. Thứ hai, nếu như anh em chọn những đồng top coin phổ biến hiện nay như là XRP, ADA hay là Matic thì những đồng coin này có khả năng là sẽ tăng khoảng 15 cho đến 20 lần. Trong mùa bull run trước thì có một cái tên nổi bật nhất là BNB thì đã nhân 30 cho đến 50 lần từ đáy. Thế nhưng nên nhớ là những trường hợp này thì cực kỳ hiếm và rất ít diamond hand có thể hold những top coin này đến đỉnh để chốt lời. Vì vậy, nếu như chúng ta lấy con số trung bình là x20 thì để đạt được con số 1 triệu đô la, anh em sẽ cần phải có ít nhất khoảng 50.000 đô ở trong tài khoản. Và đừng quên là anh em sẽ phải chọn đúng những đồng coin hay là token có tiềm năng phát triển lâu dài. Vì không phải những đồng top coin nào xxx trong mùa trước thì cũng sẽ đem lại lợi nhuận tương tự ở mùa sau. Thứ ba, với những anh em skin in the game và có nhiều thời gian để research thì có thể focus vào những narrative, những trend mới để lead thị trường trong tương lai. Những từ khóa như là DeFi, GameFi hay là Layer 1 thì đã kéo thị trường trong những mùa uptrend trước. Và những dự án nổi bật nhất trong những trend đó thì đã nhân cả 100 lần từ lúc bắt đầu. Ví dụ như là AXS của Axie Infinity hay là Sol của Solana thì đều đã giúp rất nhiều anh em đổi đời. Tất nhiên, high risk high return, lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao. Những dự án lead trend này thì đa phần là còn rất non trẻ và khả năng là chia 5, chia 7 hay thậm chí là về lòng đất thì cực kỳ cao. Thế nhưng nếu như anh em thích phiêu lưu mạo hiểm thì chỉ cần từ 1 cho đến 10k là anh em đã có thể kiếm được lợi nhuận hàng triệu đô nếu như chọn đúng hidden gem của thị trường. Tất nhiên thì những ví dụ mình vừa kể bên trên thì chỉ có tính tương đối chứ không đúng hoàn toàn 100%. Anh em hoàn toàn có thể kiếm được những dự án hidden gem và kiếm được lợi nhuận XNXX hoặc là mất trắng chỉ trong vòng vài đêm với thị trường crypto. Vì đây là một thị trường có rủi ro cực kỳ cao, đi kèm với đó là lợi nhuận cũng rất cao. Tất nhiên những ví dụ Irene vừa kể bên trên thì chỉ mang tính tương đối và đây sẽ không phải là khuyên đầu tư. Và đó chính là đáp án cho câu hỏi.